À, xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay thì mình sẽ mang đến cho các bạn vũ khí rất là mới. Đó chính là roi nữ hoàng. Đấy chính là cái tên theo Google dịch thôi. Dịch ra thì nó gọi là roi nữ hoàng, Blade gì đấy. Thì mình cũng không rõ. Theo mình thì nghĩ thì đây là chính là cái roi ZAV. Roi ZAV, úi dồi ôi, kinh nhỉ. Roi của ông cụ lão huyền thoại. Cụ lão huyền thoại, úi dồi ôi. Vai hàng thật, cái roi này chơi rất là ngon các bạn ạ, hàng free mà rất là ngon. Này thì thích thể hiện này, mình nghĩ là roi này sẽ tăng sát thương với nhân vật nữ đấy, tăng sát thương, ui giời chém xa thế nhỉ, kinh quá, ôi chưa chết à? Này thì chưa chết, rồi gì? Ui giời muốn ăn roi này, ui giời ơi lại đây, ăn roi, ăn vào béo nhỉ. Không hết sọt thì tức là vào véo rồi. Chém cửa đấy không hết sọt là vào véo là chắc chắn luôn. Rồi, tiếp tục này, tình duyên này muốn ăn vào véo này. Úi giời, chân dài này, quất vào chân. Vai thật vào đấy nhảy lên đúng kinh nhé. Ok. Đây. Hai con hàng này, úi giời ơi. Lại đây với bố nào, ui vai. Lại đây với ông nào. Đây, ông này, đây. Kinh nhỉ. Chết này. Ôi giời ơi, không chết lì vãi. Lì vãi hàng. Quất vào véo nè. Quất vào ngực nè. Rồi, này thì móc lốp này. Con véo này móc lốp này. Mày móc lốp với bố này. Rồi, quá ngon các bạn ạ. 9 mạng rồi, mình lấy cho mình được 9 mạng. Không cần đâu, không cần mày đâu. Lao làm mèo gì, đúng. Thấy chưa? Chỉ tăng sát thương đối với nhân vật nữ thôi. Đối với nhân vật nữ nó chém, nó quất rất là xa. Kinh khủng thật. Rồi, ok. Pha này thì nhân vật nữ hơi bị thốn rồi. Đó, mình nói đùa vậy thôi chứ nó mình cũng không biết là nó có tăng sát thương với nhân vật nữ hay không. Các bạn đừng lấy cớ đó mà chửi mình nhé. Đừng nhớ vậy nhá, mình clip mình làm ra chỉ cho vui thôi mà đừng có tin là thật quá. Rồi, ok. Úi giời ơi, chặt chém này, nam rồi còn chặt chém, nhân vật nam rồi còn chặt chém, kinh thế nhỉ, vỡ mồm này. Rồi để chém á thật các bạn thấy chưa, kinh khủng tớm luôn. Úi giời ơi, lật ngựa này. Úi làm gì? Úi trời ơi, được rồi. Oh, what the fuck. Tự dưng bị chém thường mà headshot kìa. Rồi, cái roi này mình nghĩ là không phải là của nữ hoàng đâu. Nếu mà của nữ hoàng thì chắc là phải của vua chứ. Cái roi này của vua thì ấy nữ hoàng. Nữ hoàng có cái roi này làm gì ta? Chả nhẽ báo mà. Rồi, 20 chiếc ba vãi tịch. Sẽ qua bên này và làm thêm một trận đấu đổi. Đấu đổi tức là hồi sinh ấy. Ủa sao mất rồi ta? Ủa nó thu hồi chế độ đó rồi à? Chế độ đó nó vui mà. Vai thật. Thôi không sao, mình sẽ chơi lại cái chế độ kia đi. Làm thêm một trận nữa. Rồi, lúc nãy mình nói đến đâu rồi? Rồi này của vua đúng rồi. Rồi của vua. Vua hay sử dụng để ấy nữ hoàng. Cái nữ hoàng lấy cái này làm đích gì? Trời ạ, chả nhẽ là. À đúng rồi, mình nói lên cái đoạn này, chả nhẽ là bảo thái giám ấy mình sao? Đùa à? Hay là để quất cho cung nữ đây. Này, hàng này. Con hàng này béo cũng Mario Zawa. Úi trời ơi, hàng béo to này. Đây. Nãy giờ ăn phốc này, nãy giờ đã rồi. Ăn qua Mario ra qua ăn. Úi giời ơi, kinh nhỉ. Này thì phốc phiếc này. Chết bà nó rồi. Vãi hàng, mình quá tự tin. Trận này sao nó ảo lòi thế nhỉ. Ảo lòi thế, úi giời ơi. Trận này lát chắc rồi. Quất bừa cũng ăn. Quất bừa cũng ăn, rồi sáng. Sáng này thì sẽ. nếu các bạn quất biết đường thì nó sẽ ăn được sáng thôi. Ô, nhưng mà
trúng rồi, không chết kìa. Trận này bị lag chắc rồi. Ôi bịt ngay mà, thấy chưa? Trận này lag chắc rồi. Chơi mà nó lag thế này thì cũng không vui. Thôi Quang lấy cái top. Cô, ui giời. Vãi thanh niên. Thanh niên biết mình ở sau và tiếp mình, thanh niên biết mình ở sau và đã quay lại nhưng không kịp. Ok, ăn liên tiếp, một pha liên tiếp rồi. Thanh niên lúc này cái này kinh nhỉ. Ô ô, chém ghê thế nhỉ, chém ghê thế này. Quắm roi ra, quắm roi ra. Ôi chạy đâu thế, chạy đâu thế em này. Rồi roi ra về, đây là roi ra về nhá, không phải là roi nữ hoàng đâu. Ôi trời ơi, đông thế mà không quất được thằng nào. Vãi hàng thật. Ok. Ui giời ơi. Kìa, sáng nó đập chết kìa. Sáng nó đập, ui giời ơi. Nếu mà hàng không lát thì pha đấy chắc chắn là mình ăn. Tại vì roi nó, mình thấy nó đập nhanh hơn mà. Đập áo lòi lắm các bạn ạ. Không phải là như như các bạn nghĩ đâu. Ôi giời, những bạn mà sở hữu được cây roi này rất là ít. Mà thanh niên Hoàng Dũng này chê cây roi này là rất là phế. Úi giời, chết này, chết bà nó rồi. Quất bừa thế này mà cũng trúng. Rồi kiếm này khó ăn rồi. Khó ăn thằng này rồi. Khó ăn thằng này, ui. Pha đấy trúng rồi không chết kìa. Đùa. Ôi giời ơi, không ăn được con đĩ đấy. Chết này dừng véo. Vẫn ăn được. Đấy các bạn thấy chưa? Rất là ngon. Này thì đập bừa. Úi giời ơi, thật khó đập bừa. Đập bừa vẫn chết mình kìa. Cay thật. Rồi đây đây, hàng này hàng này. Hàng này hàng này. Úi giời ơi, lại con cờ hó này. Muốn bị ăn roi này. Ăn roi này em ơi. Muốn ăn mấy roi. Ăn mấy roi. Đây 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 đây. Từ từ thôi. Ăn mấy roi. Úi giời ơi, chém trúng không chết. Chém trúng không chết. Rồi tiêu rồi. Tiêu rồi, tiêu rồi. Chém trúng không chết. Rồi ok. Nãy giờ mình chém mỗi thằng này là không chết này. Mấy thằng khác toàn dính mà thằng này không chết. Úi giời, sáng. Sáng kìa. Sáng. Sáng. Ôi vãi. Hàm đập mấy thằng trước này, tự dưng để thằng sau ăn. Ủa sao lên 15 mảng nhanh thế? Mình mới 13 mảng. Ok. Đâu rồi, hàng đâu, hàng đâu, nhanh lên. Cướp top giờ. Vãi, không gặp thanh niên nào. Hồi hoài thế. Này này, này thì thích móc lốp này. Thích móc lốp này. Này thì thích ăn roi này. Ăn roi. Ok thôi. Mày xấu lắm, không đẹp đâu. Úi giời ơi, không đẹp mà vẫn bị giết kìa. Này thì chém bừa này, chém bừa này, vỡ mồm nhé. Vào véo nhé. Này thì thích vào đâu. Ôi xa thế. Đùa. Nó đứng ra đấy mà chém trúng mình. Trận này lag rồi, trận này mình bị lag rồi. Đứng xa thế mình chết oan, pha đấy mình chết oan chắc luôn. Nếu mà đề xuất lên ban quản trị, ban quản trị phải cho mình số lại mấy cái mạng đấy mới được. Một cười vãi. Tự dưng nó chém xa thế mà mình chết. Nó chém y như thần vậy. Kinh thật. Kinh nhé. Thích thể hiện này. Ôi trời ơi, kinh thế nhé. Thủ kinh nhé. Ôi, ơ các bạn thấy chưa, thằng này chém xa vãi hàng thật. Thằng bố đó. Mày không thích ăn rồi. Ôi trời ơi, chết bà nó rồi. Ôi giời ơi, biết ngày mà. Cái thằng cửa hó này được cái chém bừa. Thôi mình sẽ kết thúc clip tại đây các bạn. Nếu thấy thích cái roi da V này thì hãy comment bên dưới video nha. Mình thì mình rất thích cái roi này chém đạn lắm các bạn ạ. Thôi bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye. Comment những cái suy nghĩ của các bạn về cái roi này dưới video nhé. Mình rất thích cái roi này đấy. Ồ, top 3.